Ngày 23 tháng 6 năm 1919, Tổng thư ký dân sự của Tổng thống Pháp Fichon gửi thư cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp chuyển yêu cầu của Tổng thống Pháp điều tra về một nhân vật có tên là Nguyễn Ái Quốc, sống tại số 56 phố Monsieur Le Prince, Paris. Người 5 ngày trước đó đã thay mặt nhóm những người yêu nước An Nam gửi tới hội nghị Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam. Vậy Nguyễn Ái Quốc là ai? Sinh ra ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung là con trai phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Miền quê có truyền thống đấu tranh kiên cường chống áp bức của thực dân, sự giáo dục của gia đình và lòng yêu nước sâu sắc đã ảnh hưởng đến cậu bé Cung từ thời niên thiếu. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế. Thời gian sống và học hành ở mảnh đất kinh kỳ, cậu bé Cung đã chứng kiến sự bất lực của các vị vua quan triều Nguyễn, thấy được tội ác của thực dân Pháp, học được văn minh của văn hóa phương Tây và tiếp xúc với đồng bào yêu nước. Đây là ngôi nhà số 112 Mai Thúc Loan, nơi Nguyễn Sinh Cung và gia đình đã ở từ năm 1895 đến 1901. Đây cũng là nơi mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan qua đời. Năm 1908, Nguyễn Tất Thành đã tham gia phong trào chống thuế của nông dân Thừa Thiên Huế tại Thòa Khâm Sứ Trung Kỳ. Thời gian sống ở Huế là khoảng thời gian hình thành thế giới quan về thời cuộc, về xã hội đương thời và có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tư tưởng yêu nước của Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 7 năm 1909 đến đầu năm 1910, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ làm chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành đến thăm cha trước khi lên đường vào Nam. Nỗi niềm trăn trở của cụ phó bảng trước cảnh nước mất nhà tan và những lời căn dặn của cha đã hun đúc ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Bến sông Tây Giang, Đồng Phó đã chứng kiến giây phút chia tay của tình phụ tử, cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của hai cha con trước khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Trường Dục Thanh, ngôi trường do các chí sĩ Phan Thiết lập ra để hưởng ứng phong trào duy tân của cụ Phan Chu Trinh. Đây là nơi Nguyễn Tất Thành dạy học từ năm 1910 đến 1911. Tại đây, ngoài dạy quốc ngữ và Hán văn, thầy giáo Nguyễn Tất Thành còn truyền bá lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần dân tộc cho các học trò. Sông Lam. Chuyện rằng thời danh sĩ Phan Bội Châu sau khi từ Nhật Bản với mục đích cầu viện quay về đã gặp cụ Nguyễn Sinh Sắc trên dòng sông này, nói chuyện đưa Nguyễn Ái Quốc, lúc đó là Nguyễn Sinh Cung, sang Nhật theo phong trào Đông Du. Nhưng Nguyễn Ái Quốc không đồng ý. Người muốn đi tìm con đường cứu nước triệt để hơn để giải phóng dân tộc. Đó là cảm nhận sự nhạy cảm hết sức sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn con đường cứu nước. Bến Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Trên con tàu Amiral Latouche de Tréville với cái tên Văn Ba và nghề làm phụ bếp, Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước với một trái tim cháy bỏng. Đó là dành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn. Đấy là tất cả những điều
tôi hiểu. Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ? Sóng vỗ dưới thân tàu, đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương. Marseille là một thành phố cảng cổ kính miền nam nước Pháp, một trung tâm văn hóa du lịch của Pháp và châu Âu. Cảng cũ Marseille là nơi Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp. Marseille cũng là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống những năm đầu thế kỷ 20. Trên những con phố này, nơi nào người đã dừng chân? Đối diện là cái nhà thờ La Majorque. La Majorque là những nơi mà cái cảng mà có những cái frigate của Pháp hồi xưa đó. Chắc chắn là Bác Hồ đã đặt chân trên nước Pháp ở nơi này. Nguyễn Ái Quốc đến nơi sinh ra chế độ thực dân để trả lời một câu hỏi: tại sao một quốc gia phát triển rực rỡ về văn hóa, kinh tế và khoa học luôn dương cao khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái lại có thể đẻ ra một chế độ thực dân tàn bạo, bóc lột thậm tệ người dân bản xứ thuộc địa như vậy? Phía sau những câu khẩu hiệu kia là gì? Đây là cảng Le Havre, thành phố Saint-André, nơi Nguyễn Ái Quốc sống và làm việc từ năm 1911 đến 1912. Người đã làm vườn để kiếm sống và hoạt động trong một gia đình quý tộc Pháp. Căn nhà vẫn còn đây qua năm tháng và trở thành một địa chỉ không thể thiếu khi tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của người. Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba khắp các châu lục, làm đủ mọi nghề để kiếm sống và tìm hiểu thế giới. Người từng làm phụ bếp trên tàu thủy, rửa bát thuê cho khách sạn ở London, bán thuốc lá rong ở Quảng Đông, lau cửa kính tại Rio de Janeiro, chịu những cơn sốt rét ở rừng nhiệt đới châu Phi, viết bài đầu tiên cho báo Nhân Đạo, làm phóng viên cho một số tờ báo ở Paris. Người thấy rằng ở đâu cũng có nỗi thống khổ của những con người nô lệ với đủ mọi màu da, bị bóc lột, bần cùng hóa và tù đầy.